trong thế giới điện thoại thông minh. Điều này có nghĩa là dám nghĩ ra bên ngoài hình chữ nhật, một yếu tố hình thức đã được mặc định trong hơn một thập kỷ rưỡi. Chậm nhưng chắc chắn, trong bối cảnh doanh số bán điện thoại thông minh trì trệ, các công ty đã và đang thử nước. Trong những năm gần đây, đã có một số ngõ cụt của quá trình tiến hóa. Action M của ZTE xuất hiện trong tâm trí. Một nỗ lực dũng cảm, nếu có sai sót sâu sắc, đó là vì mọi ý định và mục đích, hai chiếc điện thoại thông minh đã dính chặt vào nhau. Điện thoại màn hình gập của Samsung dường như cũng chịu số phận tương tự. Sau một vài thế hệ, công ty đã xoay chuyển tình thế. Ngay cả khi tuổi thọ và tác động chủ đạo của cả dòng và danh mục nói chung vẫn còn là một câu hỏi. Ví dụ, tôi thực sự có thể nói rằng tôi đã rất thích thời gian của mình với Galaxy Z Flip 3. Nó hoạt động như dự định, không quá khó sử dụng như nhiều người anh em gập của nó, và thành thật mà nói, đây là thiết bị có thể gập lại đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu. Giống như Samsung, Microsoft đã có vị trí tốt để thúc đẩy các cạnh của danh mục này. Công ty từ lâu đã từ bỏ hy vọng trở thành một cường quốc di động chính thống. Tất nhiên không phải vì thiếu cố gắng, nhưng ngay cả vụ mua lại Nokia trị giá 7,2 tỷ đô la Mỹ cũng không thể giữ được những giấc mơ đó. Thay vào đó, công ty đã tìm thấy niềm an ủi phần cứng trong dòng Surface. Một thành công khiêm tốn đã tạo ra một số yếu tố hình thức thực sự hấp dẫn. Surface Duo đầu tiên được sinh ra từ dòng đó, vốn tự hào về tư duy bên ngoài yếu tố hình thức PC, máy tính bảng tiêu chuẩn. Tại một sự kiện vào tháng 10 năm 2019, công ty đã giới thiệu máy tính xách tay neo màn hình kép và Duo nhỏ hơn, một thiết bị cầm tay Android 2 màn hình. Trước đây chưa bao giờ được đưa vào sản xuất. Vào tháng 5, Microsoft đã xác nhận việc khai tử Windows 10X và dường như hy vọng về Neo cùng với nó. Khi Duo ra mắt vào mùa thu năm ngoái, nó là một trong những thiết bị được mong đợi nhất trong năm. Giống như ZTE, Microsoft đã phá vỡ nhu cầu về màn hình có thể gập lại bằng cách kết hợp hai màn hình với nhau bằng một bản lề. Tuy nhiên, với gần một thập kỷ của phần cứng Surface, công ty rõ ràng đã tạo ra một giải pháp thanh lịch hơn nhiều. Nhưng giống như Action M trước đó, Duo ban đầu phần lớn gây thất vọng. Đó không phải là một thất bại từ góc độ phần cứng. Chính xác, mặc dù doanh số bán hàng có thể kể một câu chuyện khác, nhưng nó đã gặp phải quá nhiều vấn đề để có thể đưa ra mức giá 1.400 đô la Mỹ. Việc thiếu camera bên ngoài, phần mềm có lỗi và quyết định không bao gồm 5 giờ là một trong những điểm khó khăn lớn của một thiết bị chứa nhiều điểm đau. Các sản phẩm thế hệ đầu tiên sẽ không hoàn hảo, đó là hoàn cảnh của những người đầu tiên áp dụng. Nhưng khi yêu cầu người tiêu dùng bỏ ra ngần ấy tiền cho một thiết bị mới, người ta dự đoán sẽ có những mức chất lượng nhất định, những mức mà Duo ban đầu không đáp ứng được. Tuy nhiên, phần lớn tín dụng của nó, Microsoft đã lắng nghe. Rõ ràng điều đó không giúp ích cho những người được chọn đã mua sản phẩm ban đầu, nhưng công ty rõ ràng cam kết sẽ làm tốt hơn với những khách hàng trong tương lai. Theo nghĩa đó, Surface Duo 2 không chỉ là một bản cập nhật cho thiết bị gốc, đó là một nỗ lực để sửa chữa một số sai lầm lớn nhất của người tiền nhiệm. Bạn có thể đưa ra một lập luận khá thuyết phục rằng Microsoft sẽ tự cứu mình rất nhiều đau khổ nếu Duo đầu tiên gần với mô hình mới này hơn. Việc bổ sung Snapdragon 888 với 5 giờ, thiết lập 3 camera ở mặt sau, thu hẹp khoảng cách giữa hai màn hình và tiếp tục cải tiến phần mềm là những bước đi đúng hướng quan trọng. Nhưng Duo 2 vẫn chưa phải là loại thiết bị mà bạn có thể chân thành giới thiệu. Một vài thế hệ tiếp theo, nếu Microsoft tiếp tục đầu tư vào thiết bị, sẽ xác định xem các vấn đề với thiết bị là cơ bản hay là điều gì đó chỉ đơn giản là yêu cầu tiếp tục cải tiến. Phần mềm vẫn có thể bị lỗi khi chuyển đổi giữa các màn hình, có thể là phần mềm thứ hai. Cùng với việc phát triển phần mềm màn hình kép của riêng mình,
Microsoft đang tận dụng phần lớn công việc mà Google đã làm với các công ty như Samsung để tạo ra một phiên bản Android hoạt động trên thiết bị có thể gặp lại. Tất nhiên, phát triển cho một yếu tố dạng có thể gặp lại và màn hình kép không phải là một đối một hoàn hảo. Nhưng với nguồn lực khổng lồ của Microsoft, việc hoàn thiện trải nghiệm đó có thể là vấn đề họ sẵn sàng đầu tư bao nhiêu thời gian và tiền bạc đến lượt nó. Đó là một sản phẩm của sự quan tâm đến thiết bị. Trong đó Duo ban đầu dựa vào một camera bên trong để chụp cả hai, hiện có 3 camera phía sau, góc rộng 12 megapixel, tele 12 megapixel và siêu rộng 16 megapixel. Điều đó chắc chắn có vẻ tốt về mặt nó và chắc chắn đó là một sự cải tiến. Nhưng ứng dụng máy ảnh không có gì nổi bật và chất lượng hình ảnh luôn ở mức thấp hơn so với các hệ thống rẻ tiền hơn đáng kể. Duo gặp khó khăn trong điều kiện ánh sáng hỗn hợp và thiếu sáng. Nhiều hơn một người sẽ hy vọng vào hệ thống $1,500 vào năm 2021. Microsoft không đầu tư nhiều vào nhiếp ảnh di động như Samsung, Apple hay Google. Điều đó chắc chắn cho thấy ở đây. Nhưng nó cũng là thứ có thể được cải thiện trong các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, cuối cùng, máy ảnh dẫn chúng ta đến một trong những vấn đề cơ bản có thể xảy ra với thiết bị. Trong số các lý do mà Duo ban đầu dựa vào camera bên trong là một vấn đề thực dụng của yếu tố hình thức lật thiết bị mở bằng camera ở một bên và màn hình thứ hai đóng vai trò là kính ngắm ở bên kia. Công ty đã thực sự làm rất tốt khi làm việc với camera, vì vậy mặt sau của các màn hình nằm với nhau ở một góc nhỏ. Nhưng thực sự sử dụng nó là một nỗi đau. Việc có màn hình thứ hai để hiển thị các bức ảnh sau khi chúng được chụp có phần tiện dụng, nhưng quá trình này rất khó sử dụng giống như cố gắng chụp một thứ gì đó bằng máy tính bảng. Mặc dù có một số sai sót dường như không thể tránh khỏi như thế này, nhưng Duo 2 là một phần cứng tốt và việc bổ sung các tính năng như hỗ trợ Microsoft Pen và chơi game hai màn hình đã xuất hiện trên Duo ban đầu vào tháng 5, đưa sản phẩm đến gần hơn nó phải ở đâu. Các tính năng tuyệt vời khác như Glan 3, hiển thị thông báo thoáng qua trong khoảng cách giữa các màn hình khi thiết bị được đóng lại, chứng tỏ cách Microsoft tiếp tục làm việc khéo léo với hệ số hình thức mà nó có. Nhưng với những vấn đề liên tục xảy ra và mức giá yêu cầu $1,500, bất kỳ hy vọng nào về việc sản phẩm sẽ trở thành cảm giác thực sự chủ đạo tốt nhất sẽ còn nhiều thế hệ nữa. Chia sẻ hữu ích nhé!